Hello chào cả nhà. Hello chào cả Anh nhà. hôm nay làm món thịt chó Chó à? mấy cái chân này. Đấy thì thế cho đinh đinh lên cảnh cây tỏi này. Cái tỏi này cả nhà hôm nay mình chia sẻ làm món thịt chó nhậu ăn. Để mai thoải. À hôm nay chú Xuân lại làm tái à? À. Tái đi à? Cảnh ơi. Tái gan. Tái gan. Cái gì kia nữa? Đây cái ôi giời, một con đây hấp hấp tới một nồi đấy gì đấy, ngon nhỉ. Ôi cho nước vào cũng khê khê rồi. Đây nước thịt hấp hết một nồi rất ngon cả nhà. Nhà mình chỉ hấp một nồi thôi, ăn nó đậm đà, nó ngon, đúng bản chất của thịt cầy, thịt chó cầy tơ bảy món. Nhìn thấy đã là chảy hết nước dãi này, thế là ăn cái cục này mới ngon. Cầy tơ bảy món, cứ nói bảy món, ai mà làm được bảy món, ngọc lắm. Cứ làm một nồi này là ngon nhất, một nồi là ngon nhất. Cả nhà anh hôm nay ngon quá nhỉ. Lâu lâu lại anh em lại tụ họp đi cho mắt mẻ, tóc tây tóc ta về quê dã riềng mẻ cứ thật lực. À sáng ăn cà chua à? À đây là, biết đâu anh tưởng là em làm sao, tưởng là quyền nó lại cắn toang cả môi ra, hóa ra ăn cà chua. À, thu thì lúc nào chả thế, thu thì chưa người yêu rồi, lúc nào thì chả có em, các anh ấy săn xin số điện thoại của thu, nó thu nó không cho mà tức. Các kiểu con đà điểu như này đây, theo nó mơ để dã để nhồi lòng chó. Chào cả nhà nhá, hôm nay là chủ nhật, là nhà mình làm phố này, anh em phải gặp nhau rồi. Đúng rồi, gặp nhau cuối tuần. Chào cả nhà nhá. Đấy, em Thu nhà tôi đấy, hôm nay mới tóm được em Thu về quê, cô Thắm về quê, trông vẫn xinh như ngày nào. À, đi vắng suốt ngày này trống nghề rồi. Đây này, đây các cô đang rán món tôm chiên xù. Đây, cô đang tẩm bột à? Tẩm bột ra cái tẩm bột. À, đấy, tẩm tôm với lại bột đấy, bột xù đấy à? Bột xù anh ạ. Sao nó có kiểu màu xanh vào đầu như kiểu cốm ấy nhỉ? Vâng, dạ, có màu đấy. À, bột tôm chiên xù cả nhà. Đây còn là canh miến tôm chiên xù, các đầu bếp nữ ở trong này. Tối thì cũng phải thông cảm đâu. Đấy, có con mèo này to nhỉ? Bác nhìn con mèo này bác lại thích lắm rồi đấy, Tiến ạ. Nhìn con mèo này thích lắm rồi. Ở bếp đây nó chửa à? Ừ, chửa sắp đẻ rồi đấy. Ừ, bụng nó to nhỉ. Con đẻ... Nhà bà này hỏi cắm ở đâu? Rôn, ngoan nào, rôn ngoan lắm. Con này trên 40 cân rồi đấy cả nhà. 40 cân. Và mập lắm. Mày lại quay tao lên. Ăn từ ăn bếp ăn ra ngon à, thế mới sướng đợi tá điển luôn. Câu chuẩn bị nhồi nòng đã sắp hoàn tất. Úi động. Tóc xanh màu đỏ ơi, quay lại thế nào. Xinh quá. Mà cho tao số điện thoại, tao ghim đây cho mấy thanh niên nó tán. Cho số điện thoại đi, tao gắn đây cho chúng nó tán. Đấy. Đấy là dạ dày chó này.
này tí nữa mình em làm một phát. Tôi thừa thiếu đổ vào đấy mà tí nữa ăn ngon lắm. Cho hết tiếp vào Xuân ơi. Cho tiếp vào cho nó ngon. Nên này nhau nhau bổ cho tôi rồi đồng chó cả nhà. Bổi ngon chưa cả nhà? Bổi đấy rồi rồi lòng chó đấy. Này ăn như là đỉnh cao của cuộc sống. Đấy. Ui đấy. Ui rồi bơm như kiểu là hút bùn nhỉ? Đúng như kiểu là vòi bùn đấy. Hút bùn. Ừ, ống hút dẫn bùn, hút, máy hút bùn nó pho ra. Nó biển chui đầu ấy, nó quặn đầu. Đấy, đấy, đấy. Thì nó bơm căng như vòi cả nhà ơi. Kỹ thuật nhồi nòng của hai đầu bếp siêu hạng nhất trong gia đình. Bơm căng như là vòi hút bùn. Ông làm gì? Tôi đi giám tù trong giám đốc. Sao làm con dê? Làm sao con dê? Con dê có biết thịt không? Con dê này mấy triệu? Cây trúc sinh em đứng cái buồng tắm cũng vẫn sinh. 1-2 bạn. Úi dồi ôi, ngon chưa cả nhà? Chó hấp một lồi, đỉnh cao của cuộc sống. Thơm điếc mũi cả xóm. Dạ, chuối. Chuối mới này táo mèo, hai cái ngâm cùng. Mà thế nào cho anh em? Chuối này chắc ngâm 8-9 này. Gần 20 năm rồi ông nội. Còn cận, nghiêng cả lọ ra mới được từng đấy. Đấy, cả nhà đây. Mới có mấy anh em tôi là cái tiết canh chó các kiểu con đà điểu. Mày vào nhà yêu chưa? Nhà nhá, em làm tí lộ thì đang lộ sốt ruột. Đúng rồi, cái này bên gì? Cật. Úi giời, tim. Bác phải bóp à? Cật cật chỗ. Nộ ngon không? Đủ vị đấy ạ. Đủ vị không? Em nói anh à? Tai lạc các thứ rồi đấy. Rau. Thế cả nhà anh Hiển đánh ạ? À, chú Xuân. Ừ, anh đánh một nửa, chú Xuân đánh một nửa. Thế này cắt nửa bằng trăng. Cắt nửa bằng trăng. Thôi mình cũng mời cả nhà ăn cơm cùng anh em mình nhá. Giới thiệu này là có tí thịt chó mát mẻ thằng người. Đấy, đây là thịt chó nấu riêng riêng mẻ. Nói chung là thời tiết hôm nay được. Cái giống riêng mẻ này hay có ruồi nhỉ? Nó có mắm tôm. Được. Cái món nhồi là... chó nấu rồi chó nướng. Đúng rồi. Chú lấy là cái anh cẳng. Chó ba chân ăn cẳng. Chó ba chân. Dạ Xuân đéo được mua chó ba chân này đéo được rồi. Thằng thì ăn đuôi, thằng ăn chân. Đây. Đây rồi. Nhường anh cái này. Thôi, không không. Cái gì? Một cái nữa mà. Đấy, nhưng anh cái này cứ... ăn ngon đấy nhỉ. Gậm chân như là ngoảo đấy. Chú Hân có cái đĩa nộm mà anh làm ngon là chú đấy là cứ tận đều thôi. Rồi, có gì rồi thôi. Trời, giấy nào. Đó, đây, ta đè vào chứ cho đỡ bay ấy chứ. Gà cũng ăn chân mà chó cũng ăn chân. Chuyên ăn, chân. Ăn chân phải lấy tay mà gậm, gậm ăn, tức là ăn, nhìn thấy đúa ăn, tức là không biết ăn à. Nhớn rồi. Nó phải lịch sự tí. Sự ư mới giết thì tảo nào. Ăn nước mà bốc vác. Để đũa các chân chó gặm đấy mà giỏi mà gặm đũa mà gặm đấy. Đấy cũng thằng em cũng chấm bột canh giống mình. Đúng rồi chuyển lên đi. Thì gà mình có ăn quá nhưng mà. Bao nhiêu mồi ăn hết làm sao được. Mang lên cho các cháu. Thầy như đâu. Cho các bác qua đây này. Nó chặt. Đây, qua đây đây được, ăn được, cái này dùng được, cái này nó dễ dùng thôi, thịt gà, gà nó mềm. Chó là khoai tây, kì à? Nha, anh em vào mâm này làm cái này cho tầm này mới đủ được các gương mặt. 50 hay 100 đây? Con dê là đẹp nhất, lại một con. Thế đi, thế đi anh. Thế rồi. Hết nhờ. Ây da. Đang cây trần ấy. Nóng thì chặt cây trần, người nhà, người giữa, người khách sáo thì ai. Con
lo nhỉ. Ngon. Chó ngon. Chỉ ăn cái da này. Đây là chó xào năn này cả nhà. Chó rượu mặn này. Chó hấp. Và có cái là xương chó nó đủ à. Em nói anh đây này. Rồi đời người không vào ăn chó không ăn với rồi thôi cứ đi. Còn đây tiết canh và lộ. Đây là bò xào. Có thịt gà trống với cái này nhưng mang thịt gà không ăn nữa, mang cho cái cháu đây. Chân rồi anh em mình chân rượu. Chân gà. Nhiều món nó ăn không hết. Đấy đâu. Lại quá em làm miếng rồi nhá. Rồi miếng miếng thịt nữa. Dạ. Chẹp cho cả miếng thịt nữa vào. Nhớ đúc vài. Ăn miếng rồi không à? Rồi cuốn áo mưa. Cho miếng ớt vào nữa. Cái nào anh cay cay chó bạn có rồi miếng rồi cứ đi. Làm múc vào nhân tiện món mới. Cũng chấm muối à? Ôi dồi ôi đấy toàn thế nào chấm muối thì chó chấm muối hết. Chú mời bác. Chú Quyền gặm hết mấy cái chân này này. À. Không có được đang ăn, đang gặm sâu quá. Còn tay kia làm hết cái đuôi to thế này. Xong rồi. Nhặn cái mình đang bận tác nghiệp ấy mà nó chơi hết rồi. Vừng ăn xôi à? Vừng đâu cho tí canh. Vừng cho tí canh. Đó, cái chân. Đấy. Chân gà là gà bà nuôi gà ta. Chân gà bà nuôi. Chân gà bà nuôi bao nhiêu cái thịt hết. Bà nuôi bao nhiêu gà cứ náo nháo lại anh em thịt hết. Chân ngon. Cái gì? Ngấy. Ăn đây ăn mạnh đừng ăn uống đừng nói ngấy nói chán nói no mà người khác người ta ăn nó mất ngon. Về ông bảo gì? Chứ ăn đã sợ đói cứ làm bao nhiêu? Bà đứng kìa. Đây nhà không làm bộ. Nhà thôi. Mắm tôm ngon này mà không ai chấm nhỉ. Thơm ngon tốt. Đi ăn đi, cứ phải cách ngon ăn đi thì bác bè ăn mắm tôm kìa, mắm tôm ngon kìa. Ngon cầm đúng cái tuổi chó. Tuổi chó gặm xương chó cứ nhèm nhèm nhỉ. Ủa, nhất bác quen. Nhành. Bác nhành lắm. Đưa mà hết cái chân chó này. Còn thằng kia còn cái cùng khẳng chó nữa gặm đốt đi. Hai chó gặm xương chó cứ nhèm nhèm. Anh em mình dọn lại lên cái. Lại lên cái à? Ok. Hai anh em mình à? Cả nhà nó cứ phải thế. Cả nhà lên cái rồi ăn cho ngon. Bác Quyền. Đây đây em ơi. Chú Hân. Qua anh làm phát về anh cũng đừ quá. Quả say quá. Đây đây đang ăn gặm rồi. Hôm qua mà ngủ ở giường rồi đấy mà không gọi. Cầm lên hai tay. Tốn quản say nói ra mắt này sáng này dậy bút đầu cũng toàn gọi mà tao mới tỉnh. Bác Quyền. Ai gọi? Say quá. Toàn. Ai gọi nào? Nó gọi mà mang số rượu ra. Ừ. Bảo tôi rất đời nào cũng mang rượu. Ông cái gì phải biết ăn cái này đâu. Đúng rồi, nhà cái chú lâm đầy rượu thiếu gì. Thì nếu mới đéo có nhà chai mới múc vào cái ca cái mang hàng. Chỉ phải nhớ mang ca và ca đựng nước uống ấy. Không mua để tôi mua. Không có bắt mà. Xin chào. Mày gọi xong một lúc nó gọi. Tao nhà cái chú lâm đầy. Qua tao bảo rồi, ngâm được cứ sang chú múc, rồi tao ngâm. Bảo rồi bao tháng rồi. Nói giọng, nói giọng chó chết. Không đúng đấy. Đang ngồi bảo ăn. Em nói cái chó này là đang ăn rồi. Có. Ở đây nó lên ăn xong rồi nó trời. Thực ra đáng kể gì đâu. Không phải. Mà. Hôm mình cũng kết thúc video đây nha, cảm ơn cả nhà theo dõi, nếu nha mọi người xem cho mình một like mà chia sẻ nha, cả nhà nhiều hôm nay mình chia sẻ bữa cơm gia đình anh em. Chào nhà nhá, bye bye.